giảng Lão pháp sư Tịnh Không. Tập 13. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm qua nói đến căn bản của tu học tức là làm thế nào thật sự làm đến tâm thành kính đối với đúng sai tà chánh thiện ác phải có sự phân biệt thật rõ ràng sự việc này vốn dĩ là không dễ dàng vào thời xưa có nền giáo dục rất tốt tuy là thời xưa trường học hoàn toàn không phổ biến thế nhưng các bậc làm cha mẹ đều biết cách dạy bảo con cái tinh thần trách nhiệm rất khác so với người hiện đại người xưa thông thường đều vô cùng xem trọng phong khí xã hội đôn hậu Khái niệm Luân lý đạo đức Tồn tại rất phổ biến Và lời chỉ dạy của Bậc Thánh Hiền vào thời xưa Ở Trung Quốc chúng ta Có thể nhìn thấy Ở trong ngũ chủng di quy hiện nay có tặng cho các vị là quyển lễ ký tinh hoa lục ở trong đây cũng có thể nhìn thấy nhưng mà từ thời dân quốc đến nay đường lối giáo dục của thời xưa đã bị phủ định rồi mà rộng rãi tiếp nhận quan niệm của người phương tây người phương tây là người chủ nghĩa vụ lợi đối với luân lý đạo đức thì họ nhận thức không được rõ ràng trung quốc bị điều này ảnh hưởng rất lớn thế là những người trẻ tuổi thế hệ này từ nhỏ đã không có người dạy không có người giảng xã hội cũng không chú trọng cũng không đề xướng tạo khí phiền não từ vô thị kiếp đến nay đây là ở bên trong bên ngoài thì ngũ dục lục trần cám dỗ thì làm sao có thể không động tâm được chứ làm sao có thể không khởi ý niệm ở trong cái hoàn cảnh này thật sự không khởi tâm không động niệm thì đó không phải phàm phu rồi người này nhất định là phật bồ tát tái lai nếu như là phàm phu thì không thể cho nên sự việc này chỉ có số ít những người lớn tuổi có học cổ thư thỉnh thoảng vẫn còn đàm luận ở trong cửa Phật Các lão hòa thượng khi giảng kinh thuyết Pháp Cũng thỉnh thoảng nhắc đến một chút Còn từ nói gì sau Thì rất khó nói rồi Từ cái hiện tượng này Chúng ta thật sự thể hội được Tại vì sao Pháp dẫn của Thế Tôn Có ba giai đoạn Ba giai đoạn này Giai đoạn sau không bằng giai đoạn trước Tình hình ngày một tệ dần Cái nguyên nhân này Chúng ta nhìn chung đã hiểu rõ rồi Thiện Pháp không có người dạy thực tế có phải không có người dạy hay không là không có người chịu nghe không có người chịu học không có người chịu tiếp nhận cho nên chư phật bồ tát giúp đỡ chúng sanh nhất định phải dùng loại cách thức khác loại cách thức này đó là trí huệ cao độ tột bậc thêm nữa là độ khó cao thì hiệu quả cũng không lớn đây chính là lợi hành đồng sự ở trong tứ nhiếp pháp Thật sự là từ bi đến cực điểm Sư nghiệp mà Chúng ta làm ngày nay Chính là kế thừa đường lối này Kế thừa Hệ thống tư tưởng này Xả mình di người nếu là theo quan niệm người thông thường của thế gian mà nói là tự mình phải hy sinh to lớn xa lìa danh văn lợi dưỡng xa lìa ngũ dục lục trận tại vì sao để cầu hạnh phúc cho tất cả chúng sanh mấy năm nay chúng tôi ở các nơi giảng kinh thuyết pháp đem tổng đề mục lựa chọn lấy hai câu của giáo viên trường đại học bắc kinh nêu ra là học vi nhân sư hành vi thế phạm hay câu nói này quả thật đúng là tâm bồ tát hạnh bồ tát sư là chuẩn mực phạm là tấm gương tốt chúng ta khởi tâm động niệm lời nói việc làm có thể làm tấm gương tốt cho người thế gian hiện đại hay không nếu vì người khác làm tấm gương tốt thì tự mình nhất định phải tuân thủ luân lý đạo đức phải tuân thủ lời giáo huấn thánh hiền cho nên kinh phải đọc thuộc lý phải nghiêng ngẫm thật sâu sau đó đem lời giáo huấn thánh hiền thực hiện người thế gian có thể sống đời sống sung túc có thể hưởng thụ cái mà người thế gian gọi là lạc thú hậu quả của lạc thú này là gì vậy có nghĩ đến hay không? họ không hề nghĩ đến, chúng ta thì nghĩ đến rồi. Nếu như loại hưởng thụ này không thể thoát khỏi luân đạo luân hồi, thì các vị nên biết cái hưởng thụ này là ngắn ngủi tạm bợ. ở trên kinh Phật có thí dụ là nếm mật trên lưỡi dao. là việc không đáng làm. Cho nên chư Phật Bồ Tát vì chúng ta thể hiện đều là thể hiện khổ hạnh, rất có đạo lý. Mục đích của thể hiện khổ hạnh, xin thưa với các vị là vì chúng sanh thời kỳ mạt pháp, Phật ở thời kỳ chánh pháp là làm tấm gương tốt cho chúng sanh thời kỳ mạt pháp. Nói cho chúng ta biết, chỉ có trải qua đời sống này, loại hành trì này. Thì đức hạnh của chúng ta mới có thể giữ vững được. dục bất khả túng người xưa nói dục tình sanh khởi ra từ chỗ cực vi tế vừa mới sanh ra thì dễ dàng khống chế tổ sư đại đức của tịnh tông dạy cho chúng ta một niệm a di đà phật là có thể trừ sạch cái ý niệm vi tế này phải biết lợi hại được mất điều này ở trên kinh thường hay nói với các đồng học chúng ta từ vô lượng kiếp trôi lăn trong sanh tử không có ngày ra khổ không thể tả đời này gặp được phật pháp gặp được pháp môn tịnh độ thù thắng nhất ở trong phật pháp đây chính là nói rõ ở trong đời này đã có cơ hội để thoát khỏi lục đạo luân hồi có cơ hội thoát khỏi thập pháp giới cái cơ hội này gặp được không phải dễ sau khi gặp được rồi chúng ta có thể thoát khỏi hay không mấu chốt là ở trong khoảng một niệm một niệm này phải giữ vững niệm, niệm niệm giác ngộ vì sao vậy bạn niệm phật vậy niệm phật chính là giữ vững niệm niệm giác ngộ Người niệm Phật thì nhiều Mà người thành tựu rốt cuộc rất ít Tại vì sao đa số người không thể thành tựu vậy? Họ không biết lợi hại Lợi hại được mức họ không hiểu rõ ràng Cho nên ý niệm của họ Vẫn bị trói buộc trong ngũ dục lục trần không thể buông xả triệt để như vậy là bỏ lỡ cơ hội trong đời này rồi vô cùng đáng tiếc tại vì sao ngày ngày phải đọc kinh ngày ngày phải giảng kinh trên thực tế đạo lý rất đơn giản chính là sợ chúng ta quên mất chính là sợ chúng ta nhất thời lơ là lại làm sai nên ngày ngày phải giảng lớp bồi dưỡng của chúng ta tuy số người không nhiều Chúng ta kế thừa sứ mệnh của chư Phật Bồ Tát. đem cái đạo lý này, cái chân tướng sự thật này giới thiệu cho tất cả đại chúng. Nếu chúng ta muốn giúp đỡ người khác trước tiên tự mình phải hiểu rõ ràng hiểu minh bạch hiểu thấu triệt thì mới có năng lực giúp đỡ người khác cái sự việc này nhà phật thường nói đây là công đức vô lượng nếu như bản thân chúng ta không hiểu rõ không thấu triệt thì sao có thể giúp đỡ người khác cho nên ngày ngày phải giảng ngày ngày nghiên cứu thảo luận vậy mà đè nén không nổi phiền não của chính mình vì mới biết tập khí phiền não của chính mình là sâu nặng cỡ nào Giao lúc này phải làm thế nào Không ngừng nỗ lực bền bỉ hơn nữa Đồng học lớp bồi hướng của chúng ta Cái duyên này thù thắng hơn Quá nhiều so với người học Phật thông thường rồi Chúng ta mỗi ngày Đều đang rất chăm chỉ nỗ lực làm Cư sĩ Lý Mộc Nguyên rất phát tâm Dương Thổ Cản Cái đạo tràng này Trường học của họ vẫn chưa tìm được chỗ Hiện nay vẫn không thể di dời Chúng ta nhất thời không thể sử dụng Họ nóng lòng Mở lớp bồi dưỡng khóa thứ năm Nhất định phải làm Hôm qua nói với tôi Đã thuê được lầu 2 Của tư đường họ đổ Ở đối diện với văn phòng chúng ta Hôm qua tôi đi xem Thấy địa điểm rất tốt Rất lý tưởng Tiền thuê mỗi tháng là 2.600 đồng Singapore Không đắt lắm là ở đối diện chúng ta Việc trong nơm vô cùng thuận tiện Khóa thứ năm chúng ta có thể nhận 30 học sinh Từ nay về sau Học viên từ Trung Quốc đến bên này Để tham gia lớp bồi dưỡng Hết thảy đều do Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tại Bắc Kinh Chỉ định Chúng ta không chiêu sinh Các học sinh vừa mới đến rồi Thì chúng ta nhất định phải tăng cường Nghiên cứu thảo luận Thời gian Cũng phải dài Toàn tâm toàn lực Làm tốt sự việc này Dạy học như thế nào Tôi muốn cùng các đồng học các bạn Cùng giao nghiên cứu thảo luận Chúng ta áp dụng chế độ phụ đạo các đồng học lớp hoa nghiêm mỗi một vị đồng học phụ đạo cho hai đồng học mới vào học địa điểm luyện tập giảng kinh không đủ chúng ta vẫn phải tìm chỗ khác tìm nhiều thêm mấy địa điểm giảng kinh chia ra để thực tập hy vọng trong thời gian ngắn có thể thu được hiệu quả cái mà chúng ta truyền thụ là kỹ thuật diễn thuyết điều mà tôi đã gợi ý cho các vị đồng học là đức hạnh còn quan trọng hơn kỹ thuật đây là năm xưa ở trong yếu lĩnh tu học nội điển tôi đã nói đức hạnh chiếm 90% mươi phần trăm Kỹ thuật chẳng qua chỉ chiếm mươi phần trăm mà thôi Tu dưỡng đức hạnh nhất định phải dựa vào chính mình Sự việc này Người khác không giúp gì được rồi Những kỹ xảo này Người khác có thể giúp bạn Còn tu dưỡng đức hạnh của chính mình. Thì ở trong kinh luận đã nói quá nhiều rồi. Mọi người hiện nay đọc kinh vô lượng thọ, từ đầu đến cuối, mỗi phẩm đều có nói đến. Nói nhiều nhất, nói cụ thể nhất là phẩm 32 đến phẩm 37. những lời giáo huấn này ở trong phật pháp gọi là hành pháp phật pháp có bốn loại lớn giáo lý hành quả đây là hành pháp hành pháp nhất định phải thực hiện là phương pháp tu hành nếu như không thực hiện Thì đó là nói suông rồi Không thực hiện Thì nhất định không được thọ dụng Chỉ có sau khi thực hiện Bạn mới có thể được lợi ích Chân thật của Phật Pháp đó là quả cho nên giáo lý hành quả tuy nói là bốn sự việc nhưng trên thực tế là một một mà bốn bốn mà một cảm ứng thiên câu sau đây dạy chúng ta tích công lũy đức Ở trong tiểu chú câu nói đầu tiên Là giải thích cho chúng ta Thế nào là đức, thế nào là công Giữ tâm là đức Thực hiện ở trên sự tướng Đây gọi là công Cho nên đức không tích thì không dậy. Công không bồi thì không lớn. Chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát vô lượng kiếp đến nay. Đời đời kiếp kiếp những điều mà họ làm bốn chữ này đã bao gồm hết rồi việc mà họ làm chính là tích công lũy đức vì ai mà tích công vì ai mà lũy đức vì tất cả chúng sanh không vì chính mình như vậy mới đích thực là đại công đại đức chúng ta cần nói theo chư phật bồ tát chư phật bồ tát tại vì sao phải làm như vậy họ hiểu rõ một chân tướng sự thật hư không pháp giới tất cả chúng sanh là chính mình cho nên họ mới làm chúng ta không biết chân tướng sự thật cho nên mới có vọng tưởng phân biệt chấp trước chỉ lo cho bản thân không quan tâm đại chúng luôn cho rằng chính mình và đại chúng là hai việc khác nhau chỉ biết lợi mình không biết lợi người không biết được là lợi người mới là chân thật lợi mình lợi mình thực tế chính là tự hại chỉ có lợi người mới là lợi chính mình cái hại của lợi mình chính là lục đạo luân hồi chính là tam đồ ác đạo ở trong bộ cảm ứng thiên dựng biên này nội dung vô cùng phong phú nguyện chúa giải dẫn chứng này cũng là trải qua mấy đời không ngừng thêm vào ngày nay chúng ta thấy bản này là bản tương đối hoàn thiện đọc nhiều suy nghĩ nhiều cần cố gắng nỗ lực học tập học phật học bồ tát là bắt đầu học từ chỗ này tâm của chúng ta có giống bồ tát hay chưa hành vi của chúng ta có giống bồ tát hay không thường xuyên nghĩ về điều này Khởi tâm động niệm lập tức liền biết Cái ý niệm này của ta Phật Bồ Tát có cho phép hay không Lời nói này ta có nên nói hay không Cái việc này ta có nên làm hay không Đây là cái tiêu chuẩn Cảm ứng thiên dựng biên là cái tiêu chuẩn thấp nhất Học Phật là bắt đầu học từ chỗ này Ấn tổ cả đời cực lực đề sướng Đạo lý là ở chỗ này Các vị đồng học cảm ứng thiên ở câu tích đức lũy công này những biên chú giải ở trong đoạn thứ nhất có mấy câu rất quan trọng con người đều ưa thích làm việc tốt cũng đều mong đợi mình ở ngay trong đời này lập nên công tích đạt được thành tựu nhưng luôn luôn đều là do tự mình qua loa cẩu thả không thể phấn đấu mà đọa lạc thôi cho nên chỗ này dạy chúng ta bất luận làm việc gì nhất định phải đặt ra một kỳ hạn nhất định phải hoàn thành trong kỳ hạn này làm như vậy mới có tiến bộ thí dụ đọc sách bộ sách này ta phải dùng bao nhiêu thời gian để đọc xong nó như vậy mới thu được hiệu quả nếu như là thời gian dài vô kỳ hạn thì nhân tâm bị phân tán rồi tinh thần ý chí sẽ không thể tập trung cho nên có rất nhiều người thất bại là do nguyên nhân này cho nên học nó có học kỳ có kỳ hạn chúng ta đến trường đi học cũng là như vậy bạn học đại học thời hạn là 4 năm bạn phải học xong nó như vậy mới có thể tốt nghiệp tất cả việc thế xuất thế gian đều phải lọc ra một kỳ hạn hoàn thành đúng thời hạn tích đức lũy công cũng là như vậy mỗi ngày có thể làm một việc thiện ba năm thì có thể hoàn thành một ngàn việc thiện đây gọi là nhất hành nhất thiện nếu như có thể tinh tấn nỗ lực hy vọng mỗi ngày làm thêm được và việc thiện như tiên sinh viên liễu phàm Mới đầu phát nguyện đã làm ba ngàn việc thiện Mười năm mới hoàn thành Lần thứ hai phát nguyện Làm ba ngàn việc thiện thì ba năm đã hoàn thành rồi Đây chính là nhất định phải có một thời hạn ở trong phật pháp pháp môn niệm phật là định kỳ cầu chứng trên kinh nêu ra thí dụ cho chúng ta nếu một ngày nếu hai ngày đến bảy ngày kinh đại thừa hay nói mười ngày một trăm ngày một trăm ngày tức là ba tháng như vậy mới thấy được hiệu quả rõ ràng cho nên tịnh độ các vị thường hay nghe thấy pháp sự phật thất có bảy ngày trên thực tế phật ở trên kinh nói bảy ngày là bảy ngày đêm chúng ta hiện nay bảy ngày niệm phật vẫn cứ cảm giác thấy vô cùng phân tâm nguyên nhân là chưa có làm được thật hoàn toàn không phải bảy ngày bảy đêm bảy ngày bảy đêm chuyên tâm chuyên chú nhất định sẽ có cảm ứng, sẽ có thành tựu. Phải chân thật buông xả vạn duyên thì công phu mới có thể đắc lực. Hơi có một chút sen tạp. Là công phu không đắc lực rồi. Hôm nay có một vị đồng học là thầy chứng dương thầy đã hỏi một vấn đề vấn đề của thầy tức là nói ở trong niệm phật đường công phu không đắc lực đây là thầy chưa có tỉ mỉ phản tỉnh cái nguyên nhân của việc không đắc lực đại bộ phận đều là sen tạp Lại còn nghi hoặc Hiện nay Bởi vì Giảng đường ngày ngày có giảng kinh Nên vấn đề Nghi hoặc không lớn Mà vấn đề sen tạp lớn Chỉ cần một mảy may sen tạp Ở trong tâm chưa có buông xả Liền có rất nhiều chướng ngại Chúng ta gọi là ma chướng Ma chướng hiện tiền buông xả triệt để ở trong niệm phật đường bảy ngày bảy đêm nếu như có thể làm giống như cách của viên liễu phạm không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước bằng một câu phật hiệu này niệm đến cùng thì đâu có đạo lý nào công phu không đắc lực chứ cho nên phải buông xả. Không buông xả, chúng ta sẽ bị thiệt thòi lớn thôi. Cho nên cần phát tâm dũng mãnh, tâm chân thật tin tưởng. Tin tấn. Nỗ lực Ở trong đời sống thường ngày Chỗ này khuyên dạy chúng ta Không nên keo kiệt Nên hoan hỷ bố thí Bố thí Chính là đem cái ý niệm Keo kiệt này buông xả Hoan hỷ mà bố thí Không nên sợ người khác chế diễu Vậy là chúng ta đã hoài nghi rồi Có một số người Không hiểu rõ cái đạo lý này Loại chế diễu này Là thuộc về hiểu lầm Có một số người Thuộc dạng đố kỵ nên cố ý đến chướng ngại đến phá hoại bất luận dụng ý của họ là như thế nào họ dùng cái tâm gì chúng ta thấy đều không thèm để ý đến chỗ mà chúng ta căn cứ là trên kinh giáo là lời giáo huấn của phật đà y giáo phụng hành Đến khi chúng ta Thật sự làm ra được thành tích rồi Thì những người này tự nhiên sẽ hổ thẹn thôi Cho nên tuyệt đối Không sợ người khác chê cười Sẽ làm dao động tính tâm của chúng ta Cần phải hăng hái mà nỗ lực thật sự mà nói trên đường bồ đề chướng ngại lớn nhất là tư dục tự tư tự lợi ái dục thị hiếu không buông xả đây mới là chướng ngại thật sự của chúng ta chúng ta phải thường xuyên phản tỉnh cái chướng ngại này của chúng ta suốt cuộc ở chỗ nào sau khi tìm ra rồi phải triệt để buông bỏ nó phải có tâm dũng mãnh để đối trị thì chúng ta ở trên đường bồ đề chướng ngại sẽ giảm nhẹ đi Ở trên kinh phật thường nói thân người khó được phật pháp khó nghe cơ duyên gặp được phật pháp tương đối không dễ dàng tự bản thân không thể khắc phục được phiền não của mình cho nên đại đức xưa đề xướng cộng tu cộng tu là nương tựa vào đại chúng vừa vào đại chúng để khích lệ mình Để cảnh tỉnh sách tấn mình Đây là biện pháp tốt Để đối trị Cho nên mới có đại chúng cùng tu chung với nhau Tịnh Tông học hội Ritzben Úc Châu Tháng 6 Vào ngày 18 tháng 7 Bắt đầu tổ chức 10 cái Phật thất Là 70 ngày Phật thất 70 ngày này Chúng ta là ngày đêm không gián đoạn Mỗi ngày 24 giờ Niệm Phật Niệm như vậy 70 ngày Gần đây họ đang tích cực trù bị ở trong phật thất ngoài khu vực úc châu còn có đồng tu niệm phật ở các khu vực khác đến tham gia cũng có đồng tu từ singapore đến từ đài loan đến từ hồng kông từ mỹ đến chúng ta đều hoan nghênh chân thật phát tâm buông xả tất cả nỗ lực mà dụng công ở trong chú giải có mấy câu tôi ở đây đọc qua một chút cho mọi người nghe Chứ nói ngọt ngào xáo rỗng Để rồi hành vi chẳng phù hợp sự thật Hy vọng Chúng ta đều có thể nói được Làm được Phải bền chí Phải trước sau như một có rất nhiều người mới đầu rất tốt rất chuẩn mực nhưng mà thời gian lâu rồi liền giải đãi liền phóng vật chúng ta không tránh khỏi sự hiềm nghi cũng không tránh khỏi bị oan ức Chớ chừng chừ chớ gián đoạn Pháp thế xuất thế gian Các gì đều phải biết Cái gọi là việc tốt lắm dày vò Đặc biệt là cái thời đại ngày nay Thời kỳ mạc Pháp Chúng ta đọc thấy ở trên kinh điển Khi Thế Tôn năm xưa còn tại thế Mà dương ba tuần đã nói với Phật Đà rất rõ ràng. Ma có ý muốn phá hoại Phật pháp. Dùng phương pháp gì vậy? Thời kỳ mạt pháp, ma dương bảo ma tử ma tôn của mình đều xuất gia, khoác áo cà sa để phá hoại Phật pháp. Thế Tùng Sau khi nghe xong lời nói này Đành rơi nước mắt Chẳng nói câu nào Cho nên chúng ta ngày nay Nếu muốn chân thật dụng công Chân thật tu hành Người đến chướng ngại rất nhiều Bao gồm cả người trong chính cửa Phật chúng ta Người của chúng ta là ai? Chúng ta biết là con cháu của ma ba tuần họ xuất gia không phải vì cái khác chính là để phá hoại phật pháp chúng ta trong tâm hiểu rõ ràng minh bạch rồi phật nói cho chúng ta biết đối với những người này nên dùng thái độ gì mặt tấn mặt tấn tức là không để ý chúng ta tự chính mình phải dụng công không để ý họ thì được rồi là tốt Chớ trần trừ Chớ gián đoạn Không cầu danh Không cầu lợi Lão lão thật thật Cũng không cầu quả báo Phạm là gặp phải hết thảy Những việc lợi ích xã hội Việc lợi ích chúng sanh thì chúng ta cố gắng nỗ lực mà làm có khi còn chịu oan ức thì phải quyển chuyển mà làm để tránh chướng ngại đại đức thời cận đại đã dạy chúng ta làm với thái độ hạ mình tại vì sao một việc tốt việc lợi ích xã hội lợi ích chúng sanh vẫn phải làm cho thái độ hạ mình vậy là để ngăn ngừa một số đố kỵ chướng ngại chúng tôi gần đây phát tâm giúp đỡ một cái viện dưỡng lão ở bên úc châu sự việc này làm không thành công nguyên nhân là gì người chướng ngại quá nhiều đây là do bản thân chúng tôi sơ ý nếu như lúc đó dùng thái độ hạ minh để làm cái việc này thì sự việc này đã làm viên mãn rồi Điều này đã cho chúng tôi một bài học rất tốt Cũng thật sự chứng thực Việc tốt lắm dày vò Chúng tôi có sự thể hội rất sâu suy nghĩ thật kỹ lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền chân thật là đại học vấn những câu chuyện kinh nghiệm chân thật không thể không đọc cần phải nên y giáo phụng hành phải cố gắng mà học tập Vào thời xưa Dân gian Trung Quốc Đều biết đến một người tên là Đậu Yên Sơn Chuyện này có trong Tam Tự Kinh Dạy năm con đều thành đạt Đậu Yên Sơn Người này Là người của thời ngũ đại Ông đến lúc 30 tuổi Cũng vẫn chưa có con Việc này thì người xưa Liền sanh phiền não rồi Kết hôn nhiều năm như vậy mà không có con Có một hôm ông nằm mộng Mộng thấy ông nội ông đã nói với ông Ông nội ông bảo trong mạng của con Không có con cái hơn nữa còn đoán mạng liền dạy ông con nên tu thiện phải tích đức phải lũy công cần tu tích công đức ông từ sau khi nằm mộng thấy ông nội mình dạy xong rồi thì ông vô cùng cố gắng nỗ lực trong mạng không có con Vì sao có được năm người con Đây là cầu được Là giống như viên liễu phạm vậy Ở trong mạng của viên liễu phạm không có con Vì sao ông có được hai người con Đã chứng thực hữu cầu tất ứng Đây mới gọi là cầu được Cho nên cầu thì phải dùng thiện tâm thiện hạnh phải dùng công đức chân thật để làm vốn mà cầu bạn không có thiện tâm thiện hạnh không có công đức thì bạn lấy gì để cầu chứ dứt khoát không phải ở trước phật bồ tát hằng ngày quỳ lại thấp mấy nén nhang cúng một ít hoa thơm trái cây là cầu được làm gì dễ dàng như vậy được chứ Nhất định phải chăm chỉ tu hành Hữu cầu tất ứng Cái đạo lý này Là đạo lý nhân quả Cái gọi là gieo nhân thiện Nhất định được quả thiện Tạo nhân ác Nhất định có ác báo nhân duyên quả báo tơ hào chẳng sai cho nên hữu cầu tất ứng đạo lý nó là như vậy phật pháp cũng không thể làm trái ngược cái đạo lý này phật chỉ dạy chúng ta cầu đều là dạy chúng ta phát tâm phát tâm bồ đề chỉ dạy chúng ta đi làm sự nghiệp lợi ích chúng sanh không nên đi làm những việc chỉ lợi ích cho riêng mình như vậy mới là chân thật đoạn ác tu thiện lợi ích vì chính mình là việc bên ác Lợi ích gì xã hội gì chúng sanh Thì đó mới là việc bên thiện Ý nghĩa của đoạn ác tu thiện Chúng ta mới có thể thể hội Có thể tổn mình mà lợi người Đây là đại thiện Quả báo không cần phải cầu Tự nhiên cũng hiện tiền Nhân thiện quả thiện Nếu như hành vi tạo tác của chúng ta Đối với xã hội Đối với chúng sanh là bất lợi Là có hại Đối với bản thân là có lợi ích Tuy là trước mắt bạn có được một chút lợi ích rất nhỏ Thế nhưng tai nạn lớn Đã ở ngay phía sau rồi Tai nạn lớn nhất Là sau khi chết rồi Phải chịu khổ báo ở trong tam độ Nhất định không thể tránh khỏi những đạo lý này người hiện nay hiểu được càng ngày càng ít đi những chân tướng sự thật này phật ở trên kinh luận tuy đã nói ra nhưng người hiện đại mở quyển kinh ra xem qua liền cười cho đây là mê tín họ không thể tiếp nhận đợi đến sau khi mình chết rồi đọa lạc tam đồ đến lúc đó hối hận cũng không còn kịp nữa rồi cho nên tích công lũy đức bậc thánh hiền thế xuất thế gian đều là dạy chúng ta như vậy. Chúng ta nên tin tưởng. Người tin tưởng, người phụng hành thì có phước. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. dịch vọng tây cư sĩ địa chỉ email vọng tây cư sĩ gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di Đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật trên đền bốn hân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật